Nay em sẽ quay cái cảnh đóng hàng cho anh chị luôn này. Đây là cái dòng em vừa về luôn được 2 thùng rồi nhá. Vừa về thêm được 2 thùng nên là anh chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Đây là hai cái loại mà đang rất là hot em, nhưng mà hôm nay về thêm được 2 thùng thôi. Nhân viên của em đang đóng nữa thì chắc là còn mỗi loại 10 thùng một ít thôi nhá. Đây ạ. Đây là hai loại luôn là kem chống nắng và kem nền chống nắng đến từ Hàn Quốc này các chị ơi. Đây nhân viên đang đóng rồi ạ. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em, bởi vì em xả giá quá rẻ nên là rất nhiều anh chị đặt hàng. Giá gốc của nó là 480.000 một tuýp 50ml này. Bây giờ em giảm ngay trong livestream này cho mình với giá 250.000 hai hộp này và miễn phí giao hàng luôn. Đấy, em giảm giá quá là nhiều, giá quá là tri ân luôn nên là rất là nhiều anh chị đang đặt hàng. Và các chị lưu ý hộ em là hai cái hộp này là hộp kem nền chống nắng và kem chống nắng đến từ Hàn Quốc. Giá gốc là 480.000 một tuýp này, chống nắng 50B+ và chống nắng 48B+. Bây giờ em giảm trong livestream này chỉ còn giá 250.000 hai hộp và miễn phí ship thôi. Vì sao em giả giá rẻ? Bởi vì đây là em chuyển sang bán cái dòng sản phẩm này nên là tri ân cho các chị hai thùng như này thôi nhá. Nên là chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là hai hộp kèm số điện thoại, hai hộp với giá 250.000 và miễn phí giao hàng luôn nhá. Đấy, mùa hè như này thì mình không thể thiếu được kem chống nắng đúng không ạ? Đấy, kem chống nắng này còn đến từ Hàn nữa. Và các chị yên tâm cho em là em xả giá rẻ nhưng mà không phải hàng đều, hàng kém chất lượng đâu ạ. Em cho mình xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Đây ạ, nhìn hộ em này, 100% tiếng của nó bằng tiếng Hàn nhá, hạn sử dụng này. Đấy, tất cả các chị anh chị đều được xem hàng luôn nhá. Em sẽ đi test từng ký một loại cho mình xem luôn ạ. Đầu tiên có hai loại nhá các chị nhá. Một là kem nền chống nắng lọ màu xanh như này, gạch màu xanh như này, và đây là kem chống nắng này. Em sẽ test cho mình cái kem chống nắng này luôn. Đây, kem chống nắng hộp của nó sẽ có tia ánh mặt trời như này nhá. 250.000 hai hộp và miễn phí ship. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Khi em còn cái livestream này thì vẫn còn hàng nhá. Còn khi mà hết hàng, hết tri ân rồi thì em sẽ xóa cái livestream này. Nên anh chị nào chưa để lại số điện thoại thì nhanh tay cho em. Một tuýp này 50ml thì anh chị dùng rất là lâu. 250.000 hai hộp miễn phí ship. Mình có thể lấy hai hộp kem chống nắng hoặc hai hộp kem nền được nhá. Đây các chị xem luôn này. Đấy, cái này thì các chị bôi đến đâu nó sẽ thẩm thấu ngay đến đấy luôn cho mình ạ. Và chống nắng 50B+ cho mình luôn. Nó vừa chống nắng này, chống tia cực tím này, tia UV này, tia điện thoại này, rồi nhất là chị nào máy ngồi máy tính nhiều này và ánh đèn nữa nhá. Năm chống nắng lên 50B+ cho mình và mọi loại da mình đều dùng được. Cái loại này là đến từ Hàn Quốc luôn, 50ml dùng được rất là lâu. 250.000 hai hộp và miễn phí ship. Đây là kem chống nắng nhá. Kem chống nắng 50B+ này. Rồi tiếp theo là kem nền chống nắng ạ. Lọ kem nền chống nắng nó sẽ là như này. Đấy, kem nền chống nắng này thì là 48B+, vừa làm kem nền này, vừa làm phấn lót trang điểm này, vừa chống nắng 48B+ cho mình luôn. Sản phẩm này cũng đến từ Hàn, cũng là 50ml nhá. Cái lọ kem nền chống nắng này thì là làm sao các chị nên mua lấy hai hộp. Bởi vì là mua một hộp kem chống nắng và một hộp kem nền chống nắng. Khi nào mình cần trang điểm thì mình dùng kem nền chống nắng cho em, còn không thì mình dùng cho em là kem chống nắng nhá. Rồi để lại số điện thoại cho em là hai hộp kèm số điện thoại. Đây em sẽ test luôn này. Đây lúc nãy em vừa test cái đấy nha. Đây kem nền chống nắng này. Đấy, cái dạng kem nền này thì làm sao vừa trang điểm, vừa chống nắng, vừa kiềm dầu, vừa xe khít chỗ lân lông, chặn lỗ chân lông và dưỡng da cho mình luôn các chị nhá. Nó thẩm thấu luôn vào da và nó rất là bóng như này thì rất là nhiều dưỡng chất cho mình luôn. Sản phẩm này là của Hàn thì các chị yên tâm cho em là 100% mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nhá. Em còn có 2 thùng thôi nên là chị nào lấy thì phải để lại số điện thoại cho em. Đấy, dòng này là dòng kem chống nắng đến từ Hàn Quốc và đây là kem nền chống nắng, các chị cứ lấy hai loại. Loại này thì là chống nắng 50B+, loại kem nền chống nắng này là 48B+, nên các chị dùng hai cái loại này cho em. Đấy, mình nó tránh ánh nắng mặt trời này, tia cực tím này, tia UV này, tia điện thoại này, rồi làm sao nữa ạ? Rồi ánh đèn điện nữa các chị nhá. Đấy, mùa như này rất thích hợp với các chị dùng kem chống nắng và kem nền. Em giảm giá quá rẻ luôn các chị ơi, có 2 thùng đôi chiên các chị với giá 250.000 hai hộp và bên em miễn phí giao hàng cho mình luôn nhá. Để lại số điện thoại nhanh cho em. Các chị được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nhá. Kem nền chống nắng thì cái lọ của nó sẽ như này. Gọi là kem nền chống nắng nhá chị nhá, vừa trang điểm vừa chống nắng này. Thì lọ của nó sẽ có gạch xanh như này. Và lọ kem chống nắng thì nó sẽ là màu đỏ như này và có tia mặt trời các chị nhá. Đấy, thấy chưa ạ? Mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. 250.000 hai tip như này, dùng được rất là lâu đây các chị này. Đấy, em chỉ còn có 2 thùng rơi vào tầm mỗi loại tầm 200 thôi nhá. Mỗi loại 200 thôi. Đấy, dùng được rất là lâu các chị ơi, để lại số điện thoại nhanh cho em là hai hộp kèm số điện thoại. Thứ nhất, dòng sản phẩm này đến từ Hàn. Thứ hai là làm sao ạ? Không phải lúc nào cũng có hàng đâu. Các chị yên tâm cho em là khi còn cái livestream này thì em vẫn tri ân cho mình với giá 250.000 hai hộp và miễn phí ship. Còn khi mà nào mà hết chương trình khuyến mại, hết chương trình tri ân thì bên em sẽ xóa cái livestream này. Nên chị anh chị nào mà thấy cái livestream này thì phải nhanh tay để lại số điện thoại cho em nhá. Đấy các chị thấy không ạ? Vừa đóng hàng cho các chị luôn bởi vì xả giá quá rẻ, có 250.000 hai hộp thôi. Nên là rất là nhiều anh chị đặt hàng nên các chị phải tranh thủ cái cơ hội em sale giảm giá cho mình với giá 250.000 hai hộp thì các chị phải nhanh tay để lại số điện thoại cho em.
là hai hộp kèm số điện thoại nhá. Các chị lưu ý này, mình phải dùng hai loại. Thứ nhất là khi nào mà các chị cần trang điểm thì các chị dùng kem nền chống nắng cho em, còn không thì mình cứ dùng cái kem chống nắng này cả tối cả ban ngày cho em nhá. Rồi đấy lại số điện thoại cho em là hai hộp kèm số điện thoại, hai hộp kèm số điện thoại ngay bài viết này cho em nhá.